Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn giáo dục công dân lớp 9 trang 23-26, bài 7 Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Một La Mã đặt vấn đề. Một, Bác Hồ nói về lòng yêu nước của dân tộc ta. Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước, đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại sôi nổi. Nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn. Nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn. Nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước. Lịch sử ta đã có nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại chứng tỏ tinh thần yêu nước của dân ta. Chúng ta có quyền tự hào về những trang lịch sử vẻ vang thời đại Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung, v.v. Chúng ta phải ghi nhớ công lao của các vị anh hùng dân tộc, vì các vị ấy là tiêu biểu của một dân tộc anh hùng. Đồng bào ta ngày nay cũng rất xứng đáng với tổ tiên ta ngày trước. Từ những chiến sĩ ngoài mặt trận chịu đói mấy ngày để bám lấy giặc, đặng tiêu diệt giặc, đến những công chức ở hậu phương nhịn ăn để ủng hộ bộ đội. Từ những phụ nữ khuyên chồng con đi tổng quân, mà mình thì xung phong giúp việc vận tải, cho đến các bà mẹ chiến sĩ săn sóc yêu thương bộ đội như con đẻ của mình. Từ những nam nữ công nhân và nông dân thì đua tăng gia sản xuất, không quản khó nhọc để giúp một phần nào vào kháng chiến, cho đến những đồng bào, điền chủ quyên đất ruộng cho chính phủ. Những cử chỉ cao quý đó tuy khác nhau nơi là việc làm nhưng đều giống nhau nơi lòng nồng nàn yêu nước. Hồ Chí Minh trích báo cáo chính trị tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 2 của Đảng Lao động Việt Nam năm 1951. 2. Chuyện về một người thầy. Cụ Chu Văn An là một nhà giáo nổi tiếng đời Trần. Cụ đã có công đào tạo nhiều nhân tài cho đất nước. Học trò của cụ nhiều người đã trở thành những nhân vật nổi tiếng tiêu biểu như Phạm Sư Mạnh. Vào ngày sinh của cụ Chu Văn An, các học trò đến mừng thọ. Phạm Sư Mạnh lúc đó đã làm đến chức hành khiển, một chức quan to trong triều đình. Ông đi cùng một người bạn đến nhà thầy Chu. Họ đứng từ giữa sân vái vào nhà, miệng chào to kính cẩn. Lại thầy ạ, có anh em chúng con đến hầu thầy. Cụ giáo Chu vui vẻ ra đón học trò. Cụ cho phép hai học trò ngồi sọc với mình. Sập là nên cụ giáo thường ngồi để dạy học, nhưng họ không dám. Họ xin được ngồi ở ghế kề bên. Ông Phạm Sư Mạnh kính cẩn trả lời những câu hỏi của thầy. Cụ chưa hỏi thăm sức khỏe của các học trò hiện đang làm quan trong triều, nhưng Phạm Sư Mạnh hiểu rằng thầy quan tâm đến nhiều mặt khác, nên ông cố trả lời cặn kẽ và việc làm của từng người, về cách nuôi dạy con cái, về cách cư xử với mọi người của họ. Theo Chuyện về người thầy, nhà xuất bản Kim Đồng, Hà Nội, năm 1992. Như vậy thì chúng ta đã vừa theo dõi hai vấn đề. Rồi tiếp tục sau đây là phần gợi ý. A. Truyền thống yêu nước của dân tộc ta thể hiện như thế nào qua lời nói của Bác Hồ? Thì truyền thống yêu nước của dân tộc ta được thể hiện qua cái lời nói của Bác Hồ, đó là tinh thần yêu nước sôi nổi, nó kết thành một làn sóng mạnh mẽ to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước. Thực tiễn đã chứng minh điều đó. Các cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược phương Bắc, sự hy sinh của các chiến sĩ ngoài mặt trận, của các cán bộ công chức, những người phụ nữ, những người cha, người mẹ, của nam nữ công nhân, nông dân, của tầng lớp, thanh thiếu niên ở hậu phương trong cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ. Rồi tiếp theo câu B. Em có nhận xét gì về cách cư xử của học trò cụ Chu Văn An? Đối với người thầy giáo cũ, các cư xử đó thể hiện truyền thống gì của dân tộc ta? Thì học trò của cụ Chu Văn An tuy làm chức quan to vẫn cùng bạn đến mừng sinh nhật thầy. Họ cư xử đúng tư cách của một người học trò lễ phép, tôn trọng thầy.
với thái độ kính cẩn, khiêm tốn đối với thầy giáo cũ. Cách cư xử của học trò cũ Phạm Sư Mạnh thể hiện cái truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc ta. Rồi tiếp theo câu C, em hãy kể những truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam mà em biết. Dân tộc Việt Nam có nhiều truyền thống tốt đẹp đáng tự hào như truyền thống yêu nước, truyền thống bất khuất chống giặc ngoại xâm, truyền thống đoàn kết, truyền thống nhân nghĩa, truyền thống cần cù lao động, truyền thống hiếu học, truyền thống tôn sư trọng đạo, truyền thống hiếu thảo. Các truyền thống về văn hóa như các tập quán tốt đẹp và cách cư xử mang bản sắc văn hóa Việt Nam. Tiếp theo là các truyền thống về nghệ thuật tuồng chèo, các làn điệu dân ca, vân vân, những nghề truyền thống như nghề ươm tơ dệt lụa, nghề đúc đồng, nghề thêu, nghề khảm trai. Rồi tiếp theo câu D, chúng ta cần làm gì để kế thừa và phát huy cái truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta? Chúng ta cần tự hào, giữ gìn và phát huy cái truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Chúng ta cần lên án và ngăn chặn những cái hành vi làm tổn hại đến truyền thống dân tộc. Rồi tiếp theo hai la mã là phần nội dung bài học. Một, truyền thống tốt đẹp của dân tộc là những cái giá trị tinh thần, những cái tư tưởng, đức tính, lối sống, cách ứng xử tốt đẹp hình thành trong quá trình lịch sử lâu dài của dân tộc, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. 2. Dân tộc Việt Nam có nhiều truyền thống tốt đẹp đáng tự hào như yêu nước, bất khuất chống giặc ngoại xâm, đoàn kết, nhân nghĩa, cần cù lao động, hiếu học, tôn sư trọng đạo, hiếu thảo. Các truyền thống về văn hóa như các tập quán tốt đẹp và cách ứng xử mang bản sắc văn hóa Việt Nam. Về cái nghệ thuật như nghệ thuật tuồng chèo, các làn điệu dân ca. 3. Truyền thống tốt đẹp của dân tộc là vô cùng quý giá, góp phần tích cực vào cái quá trình phát triển của dân tộc và mỗi cá nhân. Vì vậy, chúng ta phải bảo vệ, kế thừa và phát huy cái truyền thống tốt đẹp của dân tộc để góp phần giữ gìn cái bản sắc dân tộc Việt Nam. 4. Chúng ta cần tự hào, giữ gìn và phát huy cái truyền thống tốt đẹp của dân tộc, lên án và ngăn chặn những cái hành vi làm tổn hại đến truyền thống của dân tộc. Rồi tiếp theo ba la mã là phần bài tập. Bài tập 1, những thái độ và hành vi nào sau đây thể hiện sự kế thừa và phát huy cái truyền thống tốt đẹp của dân tộc? A. Tìm đọc tài liệu nói về các truyền thống và phong tục tập quán của dân tộc. B. Chê bai những người ăn mặc theo phong cách dân tộc là lạc hậu quê mùa. Đánh giá cao kính phục các nghệ nhân của những nghề truyền thống. Không tôn trọng những người lao động chân tay. Sống chỉ biết mình, không quan tâm đến người khác. Tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Tích cực tìm hiểu lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc. Thích xem phim kịch, nghe nhạc của Việt Nam. Sưu tầm những món ăn và kiểu trang phục dân tộc độc đáo. Lấy chồng sớm trước tuổi quy định của pháp luật. Tìm hiểu và giới thiệu với mọi người về các lễ hội truyền thống của dân tộc. Như vậy ở đây là những cái thái độ và hành vi thể hiện những kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của Việt Nam. Thì ở những cái hành vi nào? Ở đây sẽ là những cái thái độ thể hiện cái sự kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Thì ở các câu đó là câu A, câu C, câu E, câu G, câu Y và câu L. Đó là những cái thái độ và việc làm thể hiện sự tích cực tìm hiểu, tuyên truyền và thực hiện các chuẩn mực giá trị truyền thống. Rồi tiếp theo câu 2. Em hãy tìm hiểu nguồn gốc và ý nghĩa của một truyền thống quê em, phong tục tập quán, lễ hội truyền thống, trò chơi dân gian, trang phục dân tộc và giới thiệu để bạn bè cùng biết.
Thì ở đây là một ví dụ, dù ai đi đó đi đây, ngày 10 hội Phật nhớ quay về sình. Đó là câu ca dao ở Huế nhắc nhở mọi người hãy nhớ ngày mùng 10 tháng giêng âm lịch hàng năm quay về làng sình, lại ơn Phú Mậu huyện Phú Quang để xem đấu vật. Nơi đây là địa chỉ cuối cùng về phương Nam còn lưu truyền về truyền thống vật võ, một sinh hoạt văn hóa đặc trưng của người Việt. Hàng năm sau khi ăn Tết xong, làng mở hội Phật vào ngày mùng 10 tháng giêng với niềm mong ước là dân khỏe làng yên, mùa màng tươi tốt, hạnh phúc muôn người. Hội Phật làng sình ngoài yếu tố tâm linh truyền thống thì còn là một cái hoạt động vui, khỏe, đầy tinh thần thượng võ, kích thích việc rèn luyện sức khỏe, lòng dũng cảm, sự tự tin, mưu trí, nhất là với lớp trai trẻ. Võ đài là xới vật bằng đất bột, mỗi bề rộng chừng 4-5-7 sải tay, cao hơn 1 mét, được dựng trước sân đình từ ngày hôm trước, ngày mùng 9 tháng giêng. 4 bề dàn dây bảo vệ. Ngôi đình làng nằm ở bên sông, cảnh quan thoáng đãng, sông nước hữu tình. Người xem vây quanh với xới vật ngồi san sát bên nhau trên những mô đất. Những bệ cắt bằng tre, già đang kết lại với nhau trong khuôn viên đình rộng chừng 600 mét vuông. Sau nghi lễ và những cái điều dặn dò về thi đấu thì các đô sẵn sàng vào cuộc thi hào hứng. Điều khiển vật võ là một vị cao niên có uy tín trong làng, khăn đen, áo dài, ngồi cầm trống ngay trước đình. Tiếng trống nhịp nhàng, thong thả gọi là vật, hối hả liên tục thúc giục các đô tích cực thi đấu. Trọng tài trên giới là một người am hiểu luật, nhanh nhạy kiên quyết. Các đô vật không đóng khố như ở ngoài Bắc mà mặc quần và quấn thêm một cán ngang lưng. Người đến thi đấu không cần báo trước, chỉ đăng ký tại chỗ theo cái lời mời gọi thi tài. Khi được phép thì họ vào xới làm lễ bái thần làng và các vị cao tuổi. Trọng tài kiểm tra trang phục xong cho lệnh thi đấu. Trống đánh 1 tiếng quỳ xuống chào nhau, trống đánh 2 tiếng đứng lên ôm nhào vật, trống đánh 3 tiếng thì thả nhau ra, lựa thế khác vật lại. Lục vật dân tộc dựa trên nguyên tắc túc bất lìa địa. Túc bất ly địa, chân không rời đất. Nếu nhấc được 2 chân của đối thủ rời khỏi mặt đất là thắng cuộc. Từ túc bất ly địa, luật tiến đến lấm lưng, trắng bụng. Một phần hoặc cả 2 phần lưng lấm đất, bụng ngửa lên trời là thua cuộc. Trước đây, vật võ làng sình thì áp dụng luật là lấm lưng, trắng bụng, các đô phải đánh ngã đối thủ ở tư thế lấm lưng và phải thắng tất cả đô trong ngày để đoạt chức vô địch. Thì luật này làm nảy sinh sự tính toán để giành chức vô địch, gây mất đoàn kết và để lại hậu quả xấu. Thì từ hơn 20 năm nay, luật quy định là duy trì lấm lưng trắng bụng, nhưng phải giữ đè đối thủ bất động trong 3 giây, phải thắng tiếp 3 người mới được vào bán kết. Tiếp tục thắng 3 người nữa mới vào chung kết. Sau này, tùy số đô lọt vào vòng 2 mà quy định thể lệ. Thông thường là loại trực tiếp. Với vật võ, ngoài sức khỏe, các đô còn có kỹ thuật, có miếng và nhanh nhạy mới mong là được giành thắng lợi. Thì vật có nhiều miếng đẹp mắt, quyết liệt. Những miếng thường được các đô sử dụng là sóc nách, vạch sườn, miếng bò, miếng hán. Thò tay vào hán rồi lựa thế tấn công, nâng đối thủ vật ngã bổng. Miếng bành là sóc nách bế ngựa, miếng tán là nâng đối thủ lên. Một đô vật lý tưởng là người có tay chân cân đối, chân mạnh để trụ vững, tay mạnh để vật ngã đối phương. Nhưng to chưa hẳn đã mạnh, mạnh chưa hẳn đã thắng, cần phải nhanh, kiên trì để khai thác sơ hở của đối phương. Hỏi sinh rất chú trọng tinh thần thượng võ, cấm chơi xấu, cấm dùng đòn độc, đòn hiểm, nguy đến tính mạng như bẻ vặn, khóa trái khớp, tấn công bằng đầu, bấm các huyệt, đòn đá, đòn đánh, nắm tóc, tấn công và hạ bộ, yếu hầu, mắt. Nếu 2 đô vật giằng co nhau không thắng, trọng tài sẽ phạt và buộc thay thế tư thế vật quỳ để kết thúc nhanh trận đấu.
Hội vật sắm các giải thưởng để động viên. Đô vật thua cũng có quà lưu niệm, giải thưởng là tặng phẩm do dân làng và các mạnh thường quân đóng góp. Giải thưởng vô địch thường trang trọng hơn, cao trầu, rượu, đầu heo. Các đô vật chia theo hai hạng tuổi, thiếu niên và thanh niên, tầm vóc trên lệch trên dưới 10 kg. Tinh thần đồng đội ở các địa phương rất quan trọng, một đô của làng nào bị thua, tức khắc có đô khác lên tiếp sức. Mỗi năm có hơn 100 đô vật tham gia hào hứng suốt ngày, thua một trận phải chờ đến năm sau mới phục hận được. Vì vậy, các đô phải rèn luyện suốt năm, tu dưỡng đạo đức để chờ đầu xuân được dự thu tài. Các xã có phong trào đô vật mạnh là Phú Hắc Mậu, Phú Thanh, Phú Dương, Phú Quang, Hải Dương, Hương Phong, Hương Vinh, Hương Trà, Thủ Lễ, Quang Điền, Hương Sơ, thành phố Huế. Cùng với sới vật chính, đêm hôm trước và suốt ngày hội, khắp nơi trong làng, các quán hàng ăn, bún bò, bánh bèo, bánh nậm, bánh bột lọc, cháo lòng, bánh canh, chè. Các gian trò chơi thu hút đông đảo khách chơi xuân, cho đến khi tắt nắng, cuộc vui mới chịu dừng. Hôm sau mọi việc trở lại nhịp đời thường, một năm làm lụng mới lại bắt đầu. Rồi tiếp theo, bài tập số 3. Em đồng ý với những ý kiến nào sau đây? A. Truyền thống là những kinh nghiệm quý giá. B. Nhờ có truyền thống mỗi dân tộc mới giữ được bản sắc riêng. C. Dân tộc Việt Nam có nhiều truyền thống tốt đẹp, rất đáng tự hào. D. Không có truyền thống, mỗi dân tộc và cá nhân vẫn phát triển. D. Trong thời đại mở cửa và hội nhập hiện nay, truyền thống dân tộc không còn quan trọng nữa. E. Không được để các truyền thống dân tộc bị mai một lãng quên. Thì ở bài tập số 3 này, đáp án đúng là A, B, C, E. Truyền thống tốt đẹp của dân tộc là vô cùng quý giá, nó góp phần tích cực vào quá trình phát triển của dân tộc và mỗi cá nhân. Vì vậy, chúng ta phải bảo vệ, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc để góp phần giữ gìn bản sắc dân tộc Việt Nam. Tiếp theo bài 4, hãy kể một vài việc mà em và các bạn đã làm, đã và sẽ làm để góp phần giữ gìn phát huy cái truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của địa phương. Như vậy, một vài việc mà em và các bạn đã làm để góp phần giữ gìn và phát huy cái truyền thống tốt đẹp của dân tộc đó là quét dọn khu di tích lịch sử, tìm hiểu về các truyền thống của quê hương, vận động các bạn cùng làm chung, xây dựng ý thức mọi người cùng bảo vệ các truyền thống tại địa phương. Rồi tiếp thêm bài tập số 5. An thường tâm sự với các bạn, nói đến truyền thống của dân tộc Việt Nam, mình có mặc cảm thế nào ấy? So với thế giới, nước mình còn lạc hậu lắm, ngoài truyền thống đánh giặc ra, dân tộc ta có truyền thống nào đáng tự hào đâu. Em có đồng ý với An không? Vì sao? Em sẽ nói gì với An? Thì các em sẽ trả lời như sau. Em không đồng ý với ý kiến của An, bởi vì dân tộc Việt Nam có truyền thống lâu đời. Với mấy nghìn năm văn hiến, chúng ta có thể tự hào về bề dày lịch sử của truyền thống dân tộc, chứ không chỉ có truyền thống đánh giặc ngoại xâm như ý nghĩ của An. Em sẽ nói, chúng ta có nhiều truyền thống đáng tự hào, chúng ta không chỉ có truyền thống đánh giặc giỏi, mà chúng ta có truyền thống cần cù chịu khó trong lao động, truyền thống lấy nhân nghĩa để thắng hung tàn, lấy chí nhân để thay cường bạo, truyền thống đoàn kết để chống giặc và bảo vệ tổ quốc. Truyền thống tôn sư trọng đạo, truyền thống hiếu đạo, thủy chung, những truyền thống đó thật đáng tự hào. Vì thế, chúng ta phải bảo vệ, giữ gìn và phát huy những cái truyền thống đó.
Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi môn giáo dục công dân lớp 9. Thì sau khi xem xong, nếu các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh thầy Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và cô chào tạm biệt các em.